có một tác phẩm được xem là thiên cổ hùng văn của nền văn học nước nhà. Cô xin giới thiệu với các em đó là tác phẩm HÍCH Tướng Sĩ của nhà quân sự Lỗi Lạc ở thế kỷ 13, Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo. Ở tác phẩm này, các em cần nắm được 3 nội dung chính. Các em dừng clip lại để đọc nhé. Từ chú thích trong sách giáo khoa, cô chú ý các em các điểm chính sau đây. Trần Quốc Tuấn, tước Hưng Đạo Vương, là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc ta thời Trần. Ông là người có phẩm chất cao đẹp, văn võ song toàn. Ông có công lao lớn trong các cuộc chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chống quân Nguyên Mông lần 2 năm 1285. Trong phần tìm hiểu tác phẩm, các em tự dừng clip lại để đọc kỹ nhé. Để hiểu được trọn vẹn bài học, các em cần đọc kỹ tác phẩm. Tùy theo nội dung mà các em cần điều chỉnh cách đọc của mình cho đúng nhé. Cô chỉ hướng dẫn các em tìm bố cục của tác phẩm thôi. Cô trò ta sang phần 2 La Mã, đọc và tìm hiểu văn bản. 1. Nêu gương sử sách. Cô đọc: Ta thường nghe kỹ tính đem mình chết thay cứu thoát cho cao đế, do vua chìa lưng chịu giáo che chở cho chiêu vương. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có. Các ngươi con nhà võ tướng không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi, những chuyện xưa ta không nói đến nữa, nay ta chỉ kể chuyện Tống Nguyên mới đây. Các em hãy nhận xét về cách nêu gương của Trần Quốc Tuấn và mục đích của ông nêu gương sử sách để làm gì? Tác giả chọn cách nêu gương sử sách theo thời gian xưa trước, nay sau cho cụ thể. Theo tâm lý, đạo lý noi gương của người xưa, mục đích để khích lệ ý chí lập công danh, hy sinh vì nước. Theo các em thì sự ngang ngược và tội ác của giặc được lột tả như thế nào? Đó là nghênh ngang đi lại ngoài đường, uốn lưỡi cú diều, sĩ mắng triêu đinh, đem thân dê chó, bắt nạt tể phụ, lòng tham khôn cùng. Phân tích lòng yêu nước căm thù giặc của tác giả, các em chú ý ở thái độ và hành động nha. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, căm tức chứ xá thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Vị chủ tướng tự nói lên nỗi lòng của mình để khêu gợi lòng căm thù giặc, kích lệ tinh thần yêu nước, ý chí trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người. Tội ác của kẻ thù được tác giả lập luận bằng những hành động thực tế: đi lại nghênh ngang ngoài đường, bằng phép ẩn dụ, cú diều, dê chó, bằng những hành động quên ăn, đêm vỗ gối, bằng những thái độ căm tức, xả thịt, lột da, uống máu, bằng tâm huyết và bút lực. Dẫu thân này, xác này, gói da ngựa, ta cũng vui lòng. Cô và các em cùng sang phần thứ 3, ân tình và những hành động đúng sai. Mối quan hệ ân tình giữa Trần Quốc Tuấn với tướng sĩ là mối quan hệ trên, dưới hay mối quan hệ bình đẳng của những người cùng cảnh ngộ? Mối quan hệ ấy khích lệ điều gì ở tướng sĩ? Mối quan hệ thứ nhất đó là mối quan hệ chủ tướng, khích lệ tinh thần trung quân ái quốc. Mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ người cùng cảnh ngộ, khích lệ lòng thủy chung và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ. Phân tích nghệ thuật lập luận trong đoạn phê phán thái độ và hành động đúng sai và những điều nên làm của nhà văn. Các em thấy Trần Quốc Tuấn vừa chân tình chỉ bảo, vừa phê phán nghiêm khắc những hành động hưởng lạc, thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước. Những việc làm sai tưởng như rất nhỏ, như là vui chọi gà, cờ bạc, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát, mà hậu quả thì khôn lường, Thái ấp bỗng lộc không còn, gia quyến vợ con khốn cùng tan nát, xã tắc tổ tông bị giày xéo, chủ và tướng, riêng và chung, tất cả đều đau xót biết chừng nào. Có khi tác giả dùng cách nói thẳng gần như sỉ mắng, không biết lo, không biết thẹn. Có khi tác giả lại dùng cách nói mỉa mai giễu cợt như cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh. Cùng với việc phê phán thái độ sai, hành động sai của các tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn còn chỉ ra những việc làm đúng nên làm. Đó là nêu cao tinh thần cảnh giác, chăm lo tập dược cung tên, học tập binh thư yếu lược. Để tác động vào nhận thức, tác giả dùng những thủ pháp nghệ thuật như là so sánh tương phản, như cách điệp từ, điệp ý, tăng tiếng. Trần Quốc Tuấn đã so sánh giữa hai viễn cảnh, đầu hàng và thất bại, mất tất cả hay chiến đấu, thắng lợi. Ông còn sử dụng những từ ngữ mang tính chất phủ định như không còn, cũng mất. Những từ ngữ mang tính chất khẳng định như mãi mãi vững bền, đời đời hưởng thụ. Cô đọc: vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung. Các ngươi cứ điềm nhiên, không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Phân tích nghệ thuật lập luận trong đoạn cuối. Để dành thế áp đảo cho tinh thần quyết chiến quyết thắng phần cuối trong đoạn HịCH, một lần nữa Trần Quốc Tuấn vạch rõ ranh giới giữa hai con đường chính và tà, cũng có nghĩa là hai con đường sống và chết. Sống là không chù trừ, đứng hẳn sang phía quyết chiến quyết thắng, còn chết là quay giáo đầu hàng muôn đời để thẹn. Đoạn cuối bài HịCH có giá trị động viên tới mức cao nhất ý chí, quyết tâm và chiến đấu của mọi người. Khái quát nghệ thuật lập luận của HịCH tướng sĩ, ta thấy đó là tác giả đã khích lệ nhiều mặt để tập trung vào một hướng. Các em biết không, mỗi khi nhắc đến truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước trước kẻ thù xâm lược, người Việt Nam ta thường tự hào nhắc về một cụm từ, đó là hào khí Đông A. Đầu tiên đây là nét chữ lỗi chiết tự chữ Trần, gồm có hai bộ, bộ bên trái đọc là A và bộ bên phải đọc là Đông. Đây cũng là triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ta có thể tạo dựng được sự đồng tâm nhất trí tối cao từ trên xuống dưới, từ quân đến dân, từ già hay đến trẻ. Ví dụ như hội nghị Diên Hồng. Các em hãy xem bản so sánh giữa thể HịCH và thể chiếu cho rõ ràng nhé. Các em ghi phần nội dung của bài học vào trong vở đầy đủ nhé. Phần ba La Mã là các em đọc kỹ ghi nhớ trong sách giáo khoa, học thuộc. Phần 4 La Mã luyện tập. Bài tập 1 các em so sánh giữa thể chiếu và thể HịCH. Bài tập số 2 là phát biểu cảm nhận về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua bài HịCH. Các em làm hai bài tập này trong vở bài tập rồi nộp lại cho thầy cô các em nhé.